Hello, xin chào Long Trọng anh em nha. Vừa mới đi tiệc cưới về, bây giờ này đang ra ủng hộ em chân hải sản Nam Tư Tân Sơn Trì. Đó. Chú xem là làm nhiều đồ để anh em nhậu nhá. Ngày mai là 6:30. Đó. Em ơi anh em. Ok ok. Rồi, uy tín luôn. Vào việc. Ôi, đã hát rồi. Nhưng mà đang có rượu đâu. Tôi nghe Chappy chưa thấy nào lắm. Vodka ướt đá đi, mang 2-30 chai vào. Giờ như ca bài hát liên quốc và anh em sẽ hát cho nhau nghe.
hát rất to. Ra đi em ơi. Về vị trí đó. Ra luôn nha. Ôi sao anh em yếu thế không ăn nữa à? Đây là thay đổi chiến thuật. Wow. Bắt đầu là bây giờ sẽ bỏ ly ra đây. Chia ly ra đi em ơi. Rồi cái rực rỡ đây nhỉ. Anh em ơi. 2 3 0 2 3 0 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2
À, em ơi, rượu đâu? À. Hết chưa, hết chưa? Hết. Kiểm tra hạnh kiểm thế nào? Của em chưa hết. Em ơi, em không uống à? Uống đi, chơi đàng hoàng đi. Hả?
gạo. Uống đi, không từ chối. Không được từ chối. Anh làm đến được đây rồi. Hãy subscribe.
này là đi mời các mâm đấy. Chị mấy điểm thì sao cũng như bữa nay phải ăn hết, không có chị luôn.
líu lắm rồi đấy. Đây là anh xe vượt của bạn em nói. Đây là bán là một hai ba go. Đây là anh Nhân là chồng của bạn Song Hỷ. Hôm nay là anh đang đi đường diễn hát bài gì đấy? Anh à, hát rất là hay không đấy? Hát rong. Hát rong à? Nâng lên, nâng lên. Nghe chừng là bây giờ cảm giác như mình nhỏ bé quá. Đéo gào nữa. Em ơi, đừng cứ chơi kiểu đấy, đây đang tập thể, em thích thì phát sau. Đây là có thể đang tập thể. Ok. Ok, được. Ok. Rồi. Hết mẹ rồi. Đây, rất may tôi đang quay clip này. À. Nào, bắt tay nào. Nào. 1, 2, 3, rô nào. 1, 2, 3, rô. Dung ơi, anh biết là em chưa ăn gì là miếng cua này ngon quá. Hôm nay Dũng thử review ẩm thực trước ống kính như nào? Thơm không? Đây, đang uống ở dưới này mà. Thấy sao? Chất lượng thế nào? À. Thêm một chút là nó hồ đấy. À. Ai kinh nhỉ? Em mà chỉnh anh quay kiểu gì á? Đâu, sao lại... Em là... Em uống 15 chai bia. À. Xong rồi ra đây là em uống 2 giờ chứ em uống 6-7 giờ gì đó. Không, nhưng mà anh chưa thấy bao giờ là anh cua tỉnh như ngày hôm nay luôn. Anh không hiểu là... Anh không hiểu cái đội này... Nó làm cái điều gì, việc gì. Mấy ảnh này em thấy không được. Đấy, này, tất cả này. Không hiểu. Anh em ơi, tôi đề nghị tất cả anh em xem lại hạnh kiểm cái. Anh cua giờ này vẫn đang tỉnh như này, tôi thấy là các anh em quá kém. Anh Mười. Anh ơi, giới thiệu sơ bộ các anh nhỉ? Anh Mười. Anh Mười đứng em cũng phải đứng. Anh Mười ngồi đi. Cho phép ngồi. Miễn lễ. Không. Anh đẹp trai hơn. Anh thì xinh gái hơn. Thôi rồi, châm miễn lễ cho hai đứa ngồi xuống đi. Đây. Chứ nó mà đứng thì mình lại đứng. Rồi hai đứa ra đòn đi. Rồi. Ok. Nào, chị Hai Thái Thiện cái gì? Đây.
Mono Mili. Vô em. Cả hai. Hồng Diệu, Hồng Diệu, Hồng Diệu, Hồng Diệu. Anh uống bia. Bia không? À, bia không bao giờ. Bia bao giờ nó mới say được. Đây, một cốc. Vô. Đây, phải xả uống bia. Bây giờ là anh này em ơi, mấy khi là có bạn em đến đây đúng không? Em hát một bài gì tặng bạn em, bạn học cùng lớp đúng không? Ở đây, đây bạn học cùng lớp ngồi xíu bên em một tí. Đấy, à, ngồi xíu này. Đấy, à, ok. À, nhưng mà YouTube có được không? Ok. Thế bây giờ bạn em trò chuyện một chút này. Thế bạn em đang có yêu chưa? Em tên là gì? Mưa Luna. Mưa Luna. Facebook luôn. Trương Yêu. Ok. Rồi. Đấy. Vừa đẹp trai lại còn phóng khoáng nữa. Ui thì. Đang hát mời rượu bịp thật đấy nhỉ. Chưa có đám cưới nào không mà nhất là nhà hàng. Yeah.
hay, tuyệt vời. Tặng hoa, tặng hoa, tặng hoa, tặng hoa. Hết luôn nha. Cảm ơn Mưa Luna. Cảm ơn tất cả anh em. Nhưng mà anh em mình là phải uống hết đấy nhá. Nào 1, 2, 3, rô. Hết đi em. Mưa Luna là Trương yêu anh em nhé. Anh em có thể vào Facebook. Khi nào anh em vào Facebook thì nhớ là gạch ngang Sapa TV nha. Em ơi, tiêu chí mà chọn người yêu của em thế nào? Em hả? Con trai là được. À, cứ thẳng là được. Ok, cái tiêu chí đấy thì bọn anh ai đã được chứ được. Miền xuôi anh đến với rừng, anh mang theo tình yêu cùng bao mơ ước. Xuyên trần gian chân anh đi qua khắp bản mường, để hôm nay chúng ta càng thêm yêu mến quê hương. Nơi anh dừng chân từng thước phim văn hóa vùng miền, đẹp biết bao ta luôn tự hào. Cảm ơn anh chàng trai kết nối yêu thương. Đây Lào Cai nơi vùng biên giới hôm nay tìm về, anh cùng em bên chung rượu gần mình kết duyên trong tim chờ tình. Đẹp biết bao chờ tình biên giới Sapa. Em mời anh ăn miếng thịt to uống bát rượu đầy, hương nồng say theo em cùng về tìm đến đây chào duyên hò hẹn. Chào đón anh nhà hàng Sapa TV. Bên nhau người ơi cùng kết giao duyên nghĩa cuộc đời, cùng nắm tay ta giúp đỡ cộng đồng. Cảm ơn anh chàng trai tôi mến yêu, hôm nay về đây mình uống say ta hát điệu này, từ trái tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hay, hỏi chàng trai ấy là ai. Miền xuôi anh đến với rừng, anh mang theo tình yêu cùng bao mơ ước. Xuyên trần gian chân anh đi qua khắp bản mường, để hôm nay chúng ta càng thêm yêu mến quê hương. Nơi anh dừng chân từng thước phim văn hóa vùng miền, đẹp biết bao ta luôn tự hào. Cảm ơn anh chàng trai kết nối yêu thương. Đây Lào Cai nơi vùng biên giới hôm nay tìm về, anh cùng em bên chung rượu gần mình kết duyên trong tim chờ tình. Đẹp biết bao chờ tình biên giới Sapa. Em mời anh ăn miếng thịt to uống bát rượu đầy, hương nồng say theo em cùng về tìm đến đây chào duyên hò hẹn. Chào đón anh nhà hàng Sapa TV. Bên nhau người ơi cùng kết giao duyên nghĩa cuộc đời, cùng nắm tay ta giúp đỡ cộng đồng. Cảm ơn anh chàng trai tôi mến yêu, hôm nay về đây mình uống say ta hát điệu này, từ trái tim
tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hay, hỏi chàng trai ấy là ai. Bên nhau người ơi, cùng kết giao duyên nghĩa cuộc đời, cùng nắm tay ta giúp đỡ cộng đồng. Cảm ơn anh chàng trai tôi mến yêu. Hôm nay về đây mình uống say ta hát điệu này, từ trái tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hay, hỏi chàng trai ấy là ai. Cảm ơn anh hờ ai hay, hỏi chàng trai ấy là ai.